Với nhịp độ sử dụng đồ nhựa, túi ni lông như hiện nay, sẽ có thêm 33 tỷ tấn nhựa được sản xuất vào năm 2050 và một phần lớn trong số đó sẽ nằm trong các đại dương, nơi mà nó sẽ tồn tại trong nhiều thế kỷ. Điều đáng nói là trong khi chờ đợi nhựa phân hủy, với thực trạng rác thải nhựa, túi ni lông đã qua sử dụng bị vứt bỏ tràn lan như thế này, thì chúng ta và thậm chí là cả những thế hệ mai sau nữa vẫn hàng ngày hàng giờ phải sống chung với chúng và gánh chịu những tác hại từ môi trường bị ô nhiễm. Thưa quý vị và các bạn, nhựa, túi ni lông nhờ vào tính tiện dụng của nó đã trở thành thói quen sử dụng của tất cả mọi người. Nhưng ít ai ngờ rằng thói quen dùng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần như thế này lại chính là tác nhân gây ra thảm họa môi trường, khi mà các sản phẩm nhựa, túi ni lông thải ra môi trường phải cần đến từ 80 cho đến 100 năm mới có thể phân hủy. Trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với tiến sĩ Lê Xuân Sinh, Viện Tài nguyên và Môi trường Biển để cùng tìm hiểu những tác hại to lớn của rác thải nhựa tới cuộc sống của con người. Trước hết xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Chào Lâm Ngọc, chào khán giả đang xem truyền hình. Thưa anh, trong phóng sự vừa rồi thì anh đã nhìn thấy rất rõ sự xuất hiện của đồ nhựa cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vậy thì ở Hải Phòng cái thực trạng này cụ thể như thế nào ạ? Việt Nam đang đứng thứ tư trên thế giới về cái phát thải nhựa, chỉ sau Trung Quốc, một nước rất là đông dân nữa. Và theo cái số liệu công bố mới nhất của Đại sứ quán Mỹ vào 2018 thì Việt Nam chúng ta đã thải ra 18.000 tấn rác thải nhựa hàng ngày. Và Hải Phòng chúng ta đấy, theo con số 1,8 triệu dân thì chúng tôi ước tính là khoảng tầm 340 tấn rác thải nhựa mỗi ngày trên tổng số là 1.700 tấn rác thải ra hàng ngày. Và cái con số 1.700 này chúng tôi đang cập nhật mới nhất là tháng 6 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Và rác thải nhựa thì có những cái thành phần rất là đa dạng, từ chai, ống hút, túi ni lông, các loại nhựa dùng một lần như là cốc nhựa, thìa nhựa, dĩa nhựa, rồi là các hộp đựng thức ăn. Và đặc biệt là Hải Phòng là một thành phố ven biển thì chúng ta lại còn thành phần rác thải nhựa nữa là như là lưới, như là hộp xốp và một số các thành phần mà rất là khó phân hủy. Và có thể nói được rằng là Bạch Long Vĩ là đảo rất là xa, nhưng khi mà chúng tôi nghiên cứu và đặt chân lên đấy thì đều có dấu ấn của rác thải nhựa. Vâng, đây thực sự là một con số rất lớn và là một con số đáng báo động. Vậy thì rác thải nhựa với đồ nhựa thì sẽ gây ra rất nhiều tác hại tới môi trường như chúng ta đã biết. Nhưng cụ thể thì cái tác hại đó nó biểu hiện như thế nào thì không phải là ai cũng nắm rõ. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này được không ạ? Rác thải nhựa chúng ta phải phân ra làm hai loại chính. Thứ nhất là loại hạt vi nhựa là có kích thước nhỏ hơn 5mm. Là thứ hai, hạt nhựa lớn hơn 5mm. Cái tác hại đấy, cái loại mà trên 5mm thì chúng ta đã biết là nó là một cái loại có thể tác động đến sinh vật, ví dụ như rùa biển, chim biển. Chúng ta thấy ở những hình ảnh khi mà con chim hay con rùa bị chết ấy, thì trong dạ dày của chúng nó có một khối lượng lớn cái chất thải nhựa. Hoặc là cái hình ảnh rất là thương là ví dụ như một chú rùa có cái đôi mai bị xẻ cong ra bởi vì chúng bị một cái dây cao su thắt lại. Và như chúng ta đã biết là kể cả như san hô cũng thế, khi mà rác thải nhựa lưới mắc vào thì dẫn đến là san hô của chúng ta bị chết. Và hệ sinh thái san hô rất là quý, nó là ngôi nhà của các loài sinh vật, mà ngôi nhà đã bị ảnh hưởng đe dọa thì nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ đến sinh vật. Như chúng ta đã biết là cái hạt vi nhựa này nó rất là nguy hiểm, là nó có những cái mao quản rỗng sẽ là tích lũy các kim loại nặng, các chất pop là những chất hữu cơ khó phân hủy. Động vật mà ăn cái hạt vi nhựa này vào thì chúng lại tiếp nhận thêm một cái nguồn chất ô nhiễm, thì dẫn đến là gì ạ? Cái hạt vi nhựa càng trở nên độc hơn. Vậy thì tác hại của đồ nhựa với sức khỏe của con người như thế nào? Đầu tiên phải nói là nó sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và hệ thống tuần hoàn, làm cho suy tim, suy mạch cũng như là một số cái căn bệnh mà bây giờ là gọi như căn bệnh mới là rất khó phát hiện mà bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Thế còn lại tác động về kinh tế và xã hội thì tác động đến năng suất lao động của toàn bộ cái hệ thống ngành công nghiệp, nông nghiệp cũng như là các cái nền kinh tế của Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung. Nhưng mà trong cái quá trình nghiên cứu thì tôi đi sâu vào ba cái lĩnh vực chính. Thứ nhất là du lịch. Tác động về du lịch là sao ạ? Gây mất mỹ quan. Mà khi đã gây mất mỹ quan thì khách du lịch sẽ không đến nữa. Mà đã khách du lịch không đến thì nó dẫn đến hậu quả là những người đầu tư du lịch, những người đang làm du lịch không có thu nhập, dẫn đến là không có nghề nghiệp. Cái thứ hai là nuôi trồng thủy sản. Khi mà cá, tôm, tép ăn chất thải nhựa vào thì chúng sẽ không lớn được, dẫn đến giảm năng suất nuôi trồng, làm cho cái hiệu quả nuôi trồng không được như mong muốn, dẫn đến là người ta cũng sẽ bỏ ngành bỏ nghề. Còn cái thứ ba là vấn đề về giao thông vận tải. Nếu mà chị đã từng đi trên một cái cano
hay là trên một thuyền, chúng ta có thể đang chạy rất là êm du nhưng đừng đột ngột dừng lại. Bởi vì sao? Rác thải mắc vào chân vịt làm cho cái hệ thống chân vịt có thể bị gãy hoặc là bị không hoạt động nữa, dẫn đến là máy hỏng. Nó làm cho cái giảm cái tần suất giao thông đang đi lại bình thường trên biển. Thì đấy là những cái mà chúng tôi có thể nói rất những ví dụ rất cụ thể cho khi mà nó tác động đến cái nền kinh tế. Trong phần đầu chương trình hôm nay thì chúng ta có biết tới một thông tin mà tôi đặc biệt chú ý, đó là cứ mỗi một phút thì trên thế giới có 1.000 túi nhựa thải ra môi trường, nhưng trong đó thì chỉ có 27% được tái chế và qua xử lý. Vậy thì vấn đề đặt ra ở đây có phải là lĩnh vực tái chế rác thải nhựa của chúng ta chưa phát triển không ạ? Đúng vậy, vì một số nguyên nhân như sau. Thứ nhất là cái phân loại chưa tốt. Để mà tái chế được cái rác thải ni lông, rác thải nhựa thì cần phải có cái nguồn nguyên liệu. Mà muốn như vậy chúng ta phải phân loại tốt. Ví dụ như nhà mình mang một cái túi đựng cá về thì không thể nào mà tái chế được. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết giặt nó xong rồi để gọn vào một chỗ, gọi đến đây phân loại, thì nó sẽ làm giúp cho chúng ta là có cái nguồn phân loại tốt. Cái thứ hai tức là thu gom. Như chị đã biết là rác thải hay là túi ni lông sau khi sử dụng đa số là đều đưa chung vào cái thùng rác cùng với rác thải hữu cơ, dẫn đến là chúng ta không thể phân loại được. Đến khi mà ra bãi rác thì nó cái vật liệu rất là bẩn rồi. Cái thứ ba nữa là cái giá thành nhựa bây giờ thu gom rất là thấp. Nếu mà chị đã để ý là nó chỉ có mấy trăm đồng nhé, một cân. Trong khi đó thì người ta sẵn sàng mua cái túi hoặc là cái nhựa nguyên sinh ấy, nó giá thành nó rẻ hơn nhiều. Cho nên là nó sẽ không thu hút được cái tái chế. Và 90% cái doanh nghiệp ở Việt Nam mình ấy sử dụng cái nguyên liệu tái chế, nguyên liệu nhựa đấy, chủ yếu là nhập thôi. Còn lại tái chế mới chỉ được có khoảng tầm 10-20% thôi. Và đặc biệt là cái trong quá trình tái chế thì chị có thể thấy được rằng là các cái làng nghề đấy, tái chế đấy, thì lại là một cái những cái làng nghề rất là ô nhiễm. Bởi vì trong quá trình mà mình giặt rửa thành nhựa trở thành nguyên liệu ấy thì sẽ sinh ra nước thải. Và trong quá trình mình nấu, đốt để mình tạo ra những cái hạt nhựa thì lại sinh ra khói thải. Mà các cái làng nghề thủ công thì chị biết rồi, nó sẽ không có một cái quy trình công nghệ hiện đại, dẫn đến là sinh ra một loại ô nhiễm mới nữa. Đấy, cho nên là có những cái vấn đề mà dẫn đến là tái chế ở Việt Nam mình đang còn hạn chế là như vậy. Và hy vọng là ngay từ bây giờ thì mọi người sẽ cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa ra khỏi chính cuộc sống của chúng ta để có thể bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khỏe của mỗi người. Một lần nữa thì cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Một ngày mới của bà Nguyễn Thị Kim Loan ở đường Văn Cao, quận Ngô Quyền thường bắt đầu bằng việc đi chợ, mua những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình trong một ngày. Nếu như trước đây, khi mua bất kể một thứ gì, bà Loan đều tiện tay lấy luôn túi ni lông ngay tại cửa hàng để đựng đồ, thì bây giờ bà quyết định dùng làn để đi chợ và sử dụng những loại túi thân thiện với môi trường, dễ phân hủy. Bởi theo bà Loan, việc hạn chế sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt của gia đình bà sẽ góp một phần nhỏ trong việc cả cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường. Bản thân tôi cũng ý thức được và cũng có tìm hiểu rất là nhiều. Thì tôi cũng nghe nói là đài báo cũng nói nhiều về cái sự phân hủy của túi ni lông là rất là độc hại. Mà nó có thể chỉ được phân hủy sau hàng trăm năm. Chính vì thế mà trong gia đình tôi cũng như là cá nhân tôi cũng đã phải góp phần vào cái việc bảo vệ môi trường. Chúng tôi cũng thường xuyên là mua những cái túi hữu cơ ở trong các cái siêu thị để cho nó đảm bảo. Khi mà mình dùng những cái thực phẩm mà có cái túi hữu cơ như vậy thì nó sẽ hạn chế những cái ảnh hưởng đến cái sức khỏe trong nhà, trong gia đình. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã lấy tôn chỉ cho mục tiêu kinh doanh của mình là hướng đến môi trường xanh và bền vững. Thay vì cung cấp túi ni lông thông thường, hệ thống Mega Market đã sử dụng túi ni lông phân hủy sinh học hoàn toàn cho người mua hàng. Loại túi này được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận thân thiện với môi trường. So với các túi ni lông thông thường, túi ni lông phân hủy sinh học có giá bán 10.000 đồng một chiếc, đắt hơn 15-20%. Thế nhưng sau một thời gian, loại túi thân thiện môi trường sử dụng nhiều lần đã trở thành thói quen của khách hàng. Gia đình tôi đã dùng cái túi ni lông phân hủy sinh học này và cảm thấy là rất tốt. So với túi thông thường thì nó dễ sử dụng, nó dễ phân hủy, chỉ phân hủy sau 45 ngày. Thế nên là tôi nghĩ rằng là mình là một phần nhỏ và có trách nhiệm với ý thức bảo vệ môi trường chung. Xu hướng này chắc chắn là sẽ được mọi người chấp nhận và sẽ tức là nhân rộng ra, không phải chỉ siêu thị mà cả trong tức là cả chợ hoặc là trong sinh hoạt thông thường của mình ấy.
Không chỉ túi ni lông mà nhiều đồ dùng sinh hoạt bằng giấy hoặc sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường cũng được bày bán đan xen giữa những mặt hàng để thu hút sự chú ý của khách hàng. Vậy là từ một thói quen, người tiêu dùng đang ngày càng hướng đến sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong đời sống sinh hoạt của mình. Với nhiều người trẻ yêu thích lối sống xanh, những quán cà phê thân thiện môi trường luôn là điểm đến lý tưởng. Ở Hải Phòng, xu hướng nói không với ống hút nhựa đang được nhiều cửa hàng cà phê, trà sữa hưởng ứng tích cực. Tuy nhiên, để có thể thay đổi thói quen sử dụng ống hút nhựa dùng một lần của khách hàng, nhiều quán cà phê cũng gặp phải một số khó khăn. Bên mình không thể đảm bảo được thay đổi hoàn toàn được ống hút nhựa sang ống hút inox hoặc là ống hút tre. Nên là bên mình có để các thẻ bàn về chiến dịch như là hạn chế sử dụng ống hút nhựa. Các bạn nhân viên có thể tuyên truyền cho khách hàng là có nên sử dụng ống hút nhựa hay không. Như thế thì khách hàng nếu bảo không thì sẽ có thể sử dụng ống hút inox hoặc là ống hút tre. Nắm bắt tâm lý ái ngại của khách hàng với loại ống hút tái sử dụng là chưa thực sự tin tưởng vào khâu vệ sinh ống. Thế nên, nhiều chủ quán đã bổ sung thêm loại ống hút bằng inox. Đây được xem là điểm cộng đối với khách hàng, nhất là các bạn trẻ hiện nay. Nó khá là hay rồi. Không ảnh hưởng đến môi trường, em nghĩ là mình nên thay đổi dần cái thói quen sử dụng ống nhựa, thay bằng giấy hoặc là bằng các cái chất liệu khác mà an toàn cho môi trường hơn. Mỗi người có một quan điểm khác nhau nên là mình cũng khó có thể ép được mọi người là bỏ. Nhưng mà em nghĩ là cái hạn chế dần thì sẽ giúp bảo vệ môi trường. Những thức uống đẹp mắt, hương vị thơm ngon cùng những chiếc ống hút tre, ống hút inox đã tạo được ấn tượng độc đáo, cảm giác an toàn cho người thực khách ghé thăm nơi đây. Song điều quan trọng nhất là tạo nên một thói quen tốt trong cộng đồng để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của chính mình. Có thể nhận thấy, chưa bao giờ phong trào chống rác thải nhựa được lan tỏa mạnh mẽ như hiện nay. Đi tiên phong trong phong trào chống rác thải nhựa ở địa phương bằng những hành động bám sát với thực tiễn cuộc sống người dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng đã tạo ra sức lan tỏa lớn trong cộng đồng dân cư. Nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả của hội đang dần được nhân rộng, góp phần hạn chế sử dụng đồ nhựa trong sinh hoạt và giảm rác thải nhựa ra môi trường. Tiêu biểu như Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Minh Khai, quận Hồng Bàng có nhiều mô hình bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần. 16 trên 16 chi hội với phong trào thu gom rác có thể tái chế để bán gây quỹ. Mô hình phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông, sống xanh, tiêu dùng xanh, trồng nhiều cây xanh, sử dụng bao bì thân thiện để bao gói thực phẩm, phân loại rác thải tại nguồn với phương châm 3T, nghĩa là tận dụng, tái chế, thân thiện. Các bác đã phân loại và thu gom rác ngay tại nhà và chiều thứ 3, thứ 5 hàng tuần tại các chi hội đã đẩy mạnh cái công tác thu gom rác và phân loại cũng như là bán gây cái quỹ học bổng cho các học sinh nghèo khó khăn cũng như là các gia đình khó khăn trên địa bàn phường. Thì ngoài những cái hoạt động chung đó thì chúng tôi cũng đã đẩy mạnh và nhân rộng các cái mô hình ra toàn thể nhân dân trên địa bàn phường và đến nay đã được hưởng ứng. Ngoài ra thì cái phong trào này đã được đi vào thực tế là các bác thường xuyên là có ý thức hơn trong cái việc là phân loại thu gom rác và bảo vệ môi trường sống ngay tại gia đình và cộng đồng. Xác định thay đổi nhận thức, thói quen của hội viên, nhân dân là yếu tố quan